tướng vệ binh bị sát hại, Iran tuyên bố sẽ cùng các đồng minh trong trục kháng chiến báo thù. Sau Marinka, thành trì Adipka là mục tiêu tiếp theo của Nga. Nga nói EU tiếp tục viện trợ cho Ukraine là tự hại mình và vô ích. Nguồn tin của Politico cho biết phương Tây đang âm thầm thay đổi chiến lược ở Ukraine. Tân Tổng thống Argentina sa thải 5.000 nhân viên chính phủ. Tin vui y học, Mỹ thử nghiệm thành công phương pháp tiêu diệt 99% tế bào ung thư. Chuyên gia, Gazing Nguồn là giải pháp cho môi trường Internet hỗn loạn. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa ngày 28 tháng 12 của DKN. Sau đây là nội dung bản tin. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh san tuyết sùng đô. Trà có vị đậm, chát nhẹ, ngọt hậu và rất được nước. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Iran tuyên bố họ và các nhóm đồng minh sẽ báo thủ cho tướng Razi Mousavi, người đã thiệt mạng trong đòn không kích ở Syria. Tướng Mousavi là cố vấn cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Iran nói tướng này thiệt mạng ngày 25 tháng 12 trong cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Damascus của Syria. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng vụ ám sát tướng Mousavi thể hiện sự yếu kém của Israel trong khu vực. Israel sau đó nói họ không bình luận về các thông tin từ truyền thông nước ngoài. Đến hôm 27 tháng 12, phát ngôn viên IRGC Ramazan Sharif tuyên bố Iran và các bên trong trục kháng chiến ở khu vực sẽ báo thủ. Sharif nói rằng tướng Musavi bị sát hại nhiều khả năng vì thất bại của lực lượng Israel sau chiến dịch cơn lũ al asa Đây là cách Hamas gọi cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 khiến hơn 1.100 người chết. Iran hiện đang hậu thuẫn nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông với mục tiêu chính là chống lại Israel và phương Tây. Một số trong đó đang công khai tấn công Israel nhằm ủng hộ Hamas như Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Liban. Phát ngôn viên IRGC còn nói rằng việc sát hại tướng Musavi nằm trong nỗ lực của Israel nhằm mở rộng xung đột sang các khu vực khác. Sau khi kiểm soát được Marinka, quân đội Nga được cho là đang tập trung binh lực để chiếm được thành trì ở tỉnh Donetsk. Trong cuộc phỏng vấn với BBC News được xuất bản ngày 27 tháng 12, chuẩn tướng Oleksandr Tanasipki, tư lệnh lực lượng tác chiến Tarivia của Ukraine cho biết, quân đội Nga trở nên tích cực hơn trên toàn chiến tuyến. Ông nói, tình hình trên mặt trận của chúng tôi rất căng thẳng và phức tạp. Kẻ thù đang tăng cường hành động dọc theo toàn bộ chiến tuyến, Mục tiêu cuối cùng của họ là kiểm soát hoàn toàn Ukraine. Theo ông Tanaszky, mục tiêu tối thiểu của quân đội Nga trong năm 2023 là kiểm soát thành phố Adipka. Mục tiêu lớn hơn là kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk, Luhansk và tái kiểm soát một số khu vực ở vùng Zaporizhia. Ông Tanaszky cho hay, quân đội Nga liên tục tăng lực lượng ở Adipka. Ukraine cũng tăng quân tiếp viện đến khu vực này. Lực lượng Tavria do ông Tanaszky chỉ huy là đơn vị chiến đấu chủ lực của Ukraine ở Adipka. Chỉ huy này cũng xác nhận Nga đang tấn công dữ dội vào Adipka kể từ phía Bắc và phía Nam. Không thể phòng thủ chỉ với một đơn vị, tình hình liên tục thay đổi, cả tích cực và tiêu cực. Trong tình huống tiêu cực, chúng tôi phải hành động nhiều nhất có thể với những gì sẵn có. Để kháng cự trước các cuộc tấn công của Nga, ông Tanapsky cho biết lực lượng của ông cần bổ sung gấp các hệ thống pháo cỡ nòng 122mm và 152mm. Ông Tanaski cũng nói, Nga nắm rõ hạn chế của chúng tôi về tầm bắn, nên bố trí pháo ở khoảng cách phù hợp, nơi chúng tôi không thể bắn tới. Ngoài ra, Nga cũng nhanh chóng phát triển năng lực tác chiến điện tử, khiến chúng tôi gặp khó khăn khi sử dụng vũ khí tầm xa. Điện Kremlin cho rằng, bất kỳ khoản viện trợ mới nào của Liên minh châu Âu cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến và việc đổ tiền như vậy sẽ chỉ làm tổn thương nền kinh tế châu Âu. Vào ngày 26 tháng 12, tờ Financial Times đưa tin rằng EU đang chuẩn bị kế hoạch tài trợ dự phòng cho Kyiv lên tới 20 tỷ euro. Kế hoạch này vốn vay nợ để lấy tiền sẽ bỏ qua Hungary, quốc gia trước đó đã phản đối khoản viện trợ 50 tỷ euro cho Ukraine. Điều này sẽ cho phép EU giải ngân nhanh chóng cho Kyiv. Khi được hỏi về thông tin này ngày 27 tháng 12 người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov nói mà không đưa ra ví dụ cụ thể rằng người nộp thuế eu đang bắt đầu hiểu rằng tiền thuế của họ đang bị chính quyền ukraine chi tiêu sai mục đích reuters dẫn lời ông peskov nói trong cuộc họp báo cả người dân châu âu và người mỹ đều đã nhận thức rõ về mức độ tham nhũng ở ukraine và họ hiểu một phần đáng kể số tiền này đã bị mất cắp tiếp tục ông peskov nói số tiền viện trợ này sẽ không thể thay đổi tiến trình cuộc xung đột Ukraine. Số tiền này được phân bổ sẽ làm hại các nền kinh tế EU vốn đã trải qua thời kỳ khó khăn. Ông Peskov nhắc lại rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine cho đến khi nào đạt được các mục tiêu trước mắt. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài và các khoản viện trợ của Mỹ và EU cho Ukraine bị đình trệ, Mỹ và EU được cho là đang âm thầm chuyển trọng tâm từ việc ủng hộ mục tiêu chiến thắng toàn diện của Ukraine trước Nga sang cải thiện vị thế của nước này trên bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Tin này được tờ Politico loan báo ngày 27 tháng 12, trích lời quan chức Mỹ và châu Âu cho biết. Về mặt công khai, cả tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài đều khẳng định không có thay đổi chính thức nào về chính sách. Tuy nhiên, hai quan chức chính quyền Mỹ giấu tên, bao gồm một phát ngôn viên tòa Bạch Ốc và một nhà ngoại giao châu Âu đã nói với Politico về điều ngược lại. Theo nguồn tin của Politico, các quan chức Mỹ và châu Âu hiện đang thảo luận về việc tái khai triển quân đội Ukraine khỏi cuộc phản công gần như thất bại, chuyển sang thế phòng thủ. Nỗ lực này bao gồm việc củng cố các hệ thống phòng không và xây dựng công sự, hàng rào bằng dây thép gai, chướng ngại và vật chống tăng và mương dọc biên giới phía bắc Ukraine với Belarus. Politico cũng nhắc lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden từng hứa sẽ hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết, nhưng giờ đây thay vào đó lại nói miễn là chúng tôi có thể. Với việc nguồn viện trợ bổ sung bị kẹt ở quốc hội, chính phủ Mỹ đang thúc đẩy việc hồi sinh nhanh chóng ngành công nghiệp quân sự của Ukraine. Người phát ngôn giấu tên của tòa Bạch Ốc nói với Politico rằng, các cuộc đàm phán luôn là mục tiêu cuối cùng của Mỹ ở Ukraine và tất cả viện trợ cho ký đều nhằm mục đích trao cho nước này bàn tay mạnh nhất có thể khi điều đó xảy ra. Tuy nhiên, người phát ngôn cho biết chưa có cuộc đàm phán nào được lên kế hoạch và lực lượng Ukraine vẫn đang tấn công ở nhiều nơi và tiếp tục giết hại và làm bị thương hàng nghìn binh sĩ Nga. Politico cũng lưu ý rằng ông Biden dường như không thể trao lợi thế cho Nga sau gần 2 năm tuyên bố ủng hộ hoàn toàn mục tiêu giành chiến thắng hoàn toàn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Một quan chức quốc hội được mô tả là quen thuộc với suy nghĩ của chính quyền, cho biết Tòa Bạch Ốc không thể lùi bước một cách công khai vì rủi ro chính trị đối với ông Biden. Tuần trước, tờ New York Times đưa tin Nga có thể sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn để đóng băng cuộc giao tranh. Điện Kremlin bác bỏ câu chuyện là sai sự thật trong khi ký tố cáo tờ báo Mỹ được cho là đang làm việc cho Nga. Theo Politico, điều mà Tòa Bạch Ốc lo ngại hiện nay là Nga có thể không sẵn sàng đàm phán cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024, trong khi lực lượng của nước này có thể tấn công mạnh vào mùa xuân. Tại Nam Mỹ, ngày 26 tháng 12, chính quyền của Tân Tổng thống Argentina, Javier Milei, cho biết chính phủ của ông sẽ không gia hạn hợp đồng với hơn 5.000 nhân viên được thuê trong năm nay. Theo báo tin AP, động thái này là một phần trong kế hoạch cắt giảm và phá giá sâu rộng được ông Javier Milei công bố kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 10 tháng 12, nhằm chuyển đổi nền kinh tế đang gặp khó khăn của Argentina. Các nhà chức trách cho biết, hợp đồng của các nhân viên chính phủ khác, những người được thuê trước năm 2023, sẽ được xem xét. Với lạm phát dự kiến sẽ đạt khoảng 200% vào cuối năm nay, ông Millet đã cam kết giảm các chi tiêu chính phủ và quỹ lương, đồng thời cho phép tư nhân hóa các ngành công nghiệp nhà nước như một cách để thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư việc cắt giảm đã gây ra nhiều phản đối, nhưng ông Milley tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện. Ông nói, mục tiêu là bắt đầu con đường xây dựng lại đất nước của chúng ta, trả lại tự do và quyền tự chủ cho các cá nhân và bắt đầu chuyển đổi số lượng lớn các quy định đã ngăn chặn, đình trệ tăng trưởng kinh tế. Khoảng 300 thay đổi được công bố trước đây sẽ dành nhiều công ty chính phủ cho việc tư nhân hóa và nới lỏng các biện pháp bảo vệ đối với người thuê nhà, nhân viên và người mua hàng. Các bước này bao gồm phá giá 50% đồng peso của Argentina, cắt giảm trợ cấp năng lượng và vận tải cũng như đóng cửa một số cơ quan của chính phủ. Ông Milei là một nhà kinh tế 53 tuổi, trước khi đắc cử tổng thống, ông là một người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích vì những quan điểm phản đối chi tiêu của chính quyền và tầng lớp tinh hoa. Liên quan đến y học, tờ Science Alerts ngày 27 tháng 12 loan báo các nhà nghiên cứu Mỹ vừa thử nghiệm thành công một phương pháp có thể tiêu diệt đến 99% tế bào ung thư, hứa hẹn chữa khỏi một loạt bệnh ung thư nan y hiện nay. Các nhà nghiên cứu này đến từ Đại học Rice, Đại học Texas A&M và Đại học Texas của Mỹ. Phương pháp của họ là dùng rung động đồng bộ để phá vỡ màng tế bào ung thư. Cụ thể, phương pháp này dùng ánh sáng cận hồng ngoại để kích thích các phân tử aminocyanin, một loại thuốc nhuộm huỳnh quang thường được sử dụng trong y học Khiến các electron bên trong chúng rung động đồng loạt, dao động plasmon đủ để phá vỡ màng tế bào ung thư. Theo nghiên cứu, mỗi plasmon sẽ có một cánh tay ở một bên giúp kết nối các phân tử với màng tế bào ung thư. Do đó, khi xuất hiện rung động, chúng sẽ bị tách ra xa nhau. Kết quả, 99% tế bào khối u ác tính ở người được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã bị tiêu diệt. Nhóm nghiên cứu cho biết Phương pháp mới này đánh dấu bước cải tiến rõ rệt so với các phương pháp tiêu diệt ung thư khác được phát triển trước đây. Tuy mới chỉ là bước đầu, nhưng phương pháp này đem lại niềm hy vọng lớn cho các bệnh nhân mắc ung thư ở các cơ quan khó có thể điều trị triệt để, ví dụ như ung thư xương. Hiện, các nhà nghiên cứu đang tiến tới các bước thử nghiệm cao hơn, bao gồm thử nghiệm trên động vật và thử nghiệm lâm sàng. Tin tiếp theo liên quan đến Internet Thưa quý vị, trong môi trường Internet hỗn loạn như ngày nay, nơi thế giới phải đối mặt với các nội dung khiêu dâm, bạo lực và thông tin xấu, thì vấn đề an toàn Internet đối với trẻ em đang là vấn đề khiến rất nhiều người đau đầu. Một giáo viên ở Đài Loan cho biết học sinh của cô đã cai được TikTok và YouTube Pokemon chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng nền tảng trực tuyến Ganjing nguồn Từ lâu, Internet không chỉ tạo cơ hội cho trẻ em và thanh thiếu niên học tập Giao lưu, vui chơi và kết nối với các nguồn thông tin đa dạng. Nhưng những cơ hội này cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể. Nếu không nói là nguy hiểm. Những rủi ro này bao gồm trẻ em và thanh thiếu niên có thể sẽ tiếp xúc với các ngôn từ thù hận và nội dung bạo lực, bao gồm những thông tin kích động tự mình làm hại bản thân hoặc thậm chí tự tử. Những người sử dụng internet trẻ tuổi cũng dễ trở thành đối tượng bị các nhóm cực đoan và khủng bố chiêu mộ rủi ro đáng ngại nhất là nguy cơ bị lạm dụng tình dục trực tuyến internet cho phép những kẻ phạm tội tình dục trẻ em dễ dàng tiếp cận nạn nhân tiềm năng chia sẻ hình ảnh và khuyến khích người khác phạm tội trẻ em cũng có nguy cơ bị xâm phạm quyền riêng tư khi các công ty công nghệ thu thập dữ liệu cho mục đích tiếp thị việc tiếp thị cho trẻ em thông qua các ứng dụng cũng như việc trẻ em sử dụng màn hình quá nhiều có thể gây hại cho sự phát triển lành mạnh của trẻ dữ liệu của liên hợp quốc cho thấy Năm 2022, có 75% thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24 trên toàn thế giới truy cập internet, trong khi các nhóm tuổi khác chỉ chiếm 65% dân số. Trẻ em đang dành nhiều thời gian cho internet hơn bao giờ hết. Hơn nữa, trẻ em đang lên mạng ở độ tuổi ngày càng trẻ hơn. Trên toàn cầu, cứ nửa giây lại có một trẻ em lên mạng internet lần đầu. Liên hợp quốc đã đưa vấn đề an toàn internet của trẻ em và thanh thiếu niên vào chương trình nghị sự hàng ngày cùng với các vấn đề như lão hóa, s, người tị nạn và xóa đói giảm nghèo. Tháng 10 năm nay, 33 tiểu bang ở Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện liên bang đối với công ty Meta, cáo buộc nền tảng Facebook và Instagram của họ gây nghiện, làm tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng trẻ tuổi. Gan nguồn được nhân viên giáo dục tại Đại học ca ngợi. Ngày nay, Hiện tượng thanh thiếu niên nghiện TikTok và trò chơi điện tử khiến rất nhiều bậc cha mẹ lo lắng và không biết làm thế nào. Hồi tháng 6 năm ngoái, một nhóm kỹ sư ở thung lũng Silicon đã thành lập công ty nền tảng trực tuyến Canjing World ở Midtown, New York, Hoa Kỳ, với hy vọng đưa Internet trở về một thế giới kiên tĩnh, tốt đẹp hơn. Nền tảng này có 4 nguyên tắc, không bạo lực, không khiêu dâm, không tội phạm, không độc hại, đồng thời xem trọng bảo mật dữ liệu bảo vệ quyền riêng tư của người dùng là ưu tiên hàng đầu của Ganjingwon. Nền tảng này cho biết họ chỉ thu thập thông tin theo yêu cầu của pháp luật, từ chối bán thông tin người dùng, không chủ động thu thập thông tin hoặc theo dõi hành vi của người dùng, không dùng thuật toán gây nghiện và sẽ không khiến mọi người nghiện. Ý tưởng của nền tảng này là sử dụng công nghệ để hoàng dương đạo đức và các giá trị truyền thống. Trao đổi với The Epoch Times, Cô Yan Li, nhân viên hỗ trợ giáo dục tại Đại học Macquarie ở Sydney, Úc, cho biết việc có thể tìm thấy một nền tảng truyền thông xã hội như Ganting là quá tuyệt vời. Cô nói, cả gia đình chúng tôi đã được hưởng lợi rất nhiều. Cô Yan Li cũng mô tả trên Ganting có nội dung phong phú, phù hợp với mọi lứa tuổi nên ai cũng có thể tìm thấy thứ mình cần, không còn phải lo lắng về các nội dung độc hại như lừa đảo trực tuyến, bạo lực, khiêu dâm. Điều đó rất tốt với sự phát triển của trẻ. Mới đây, một giáo viên người Đài Loan đã đăng một video lên kênh Học viện Mặt trời nhỏ Alan. Trong đó, cô nói rằng cô đã hướng dẫn học sinh của mình thành lập kênh Gan Jing Won vào ngày lễ tạ ơn. Sau 3 tuần, cô phát hiện học sinh đã bỏ được thói quen nghiện YouTube và TikTok. Cô giáo này cho biết học sinh của cô ngày nào cũng xem TikTok. Điều này khiến cô rất lo lắng. Kể từ khi cô vào sinh thiết lập kênh của lớp học, và kênh cá nhân học sinh trên Kanji nguồn, thì mọi chuyện đã khác. Một ngày nọ, học sinh Tiểu Hủy nói rằng cô bé không còn xem TikTok nữa bởi vì ngay khi cô bé mở TikTok, những video xấu liền hiện lên trong khi các video của Kanji nguồn trông thoải mái hơn. Tiểu Lực, một học sinh khác của cô cũng không còn nghiện các trò chơi và hoạt hình Pokemon trên YouTube. Cậu bé đã chuyển sang kênh sáng tạo Kanji nguồn để tận hưởng quá trình sáng tạo và chia sẻ miễn phí với những người theo dõi. Vị giáo viên này cũng cho rằng dùng phương thức cấm đoán để ngăn học sinh xem TikTok là không có hiệu quả. Cô nói, hiện tại học sinh tự động tránh xa TikTok, thay vào đó chọn xem Ganjing One, một nền tảng trực tuyến không độc hại, điều này khiến tôi yên tâm hơn nhiều. Trần Lý, một nhà bình luận thời sự, sau khi tìm hiểu Ganjing One đã đánh giá, đây là một giải pháp cho môi trường internet hỗn loạn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức hồng trà san tuyết sùng đô của Đạm Thủy, trà có vị ngọt mật sâu lắng, được lên men hoàn toàn tự nhiên. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Bản tin trưa của DKN đến đây là kết thúc. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Mọi đóng góp và nguyện vọng hợp tác xin gửi tới hòm thư contact a.dkn.tv xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo